Đất dài đường rộng dễ kinh doanh. Có miếng đất thì không để chúng ta là cất đô nhà đâu mọi người nha. Kinh doanh kho bãi, kho xưởng để thuận tiện mọi thứ đúng không ạ? Thì hôm nay Hoàng Nhân TV giúp mọi người đây. Đây trước mặt mọi người là một cái mảnh đất rất là đẹp ở Khánh Bình. Nó nằm cách ngã ba tỉnh lộ 8 chỉ 1 km thôi. Đường rộng, quy hoạch 42m. Ô tô hai làn tránh nhau thoải mái. Vị trí cách ngã ba trung tâm xã Khánh Bình thì khoảng 1 km, đầy đủ tiện ích như trường học, bệnh viện, karaoke, siêu thị nhỏ rồi sẽ mọc như nấm thôi. Từ đây khi mà chúng ta di chuyển từ Khánh Vĩnh về Ninh Hòa và các cụm công nghiệp Ninh Xuân thì đều phải đi qua em nó. Đây là quang cảnh từ trên cao rất là đẹp. Đấy. Vì em đẹp cho nên hôm nay của chúng ta ngày mai của thành người khác rồi mọi người. Pháp lý chuẩn, mặt tường rộng, sổ sách rõ ràng. Với các quan tâm thì liên hệ Hoàng Nhân TV có số điện thoại trong phần mô tả mọi người nha. Một sản phẩm rất là đẹp, mặt tiền đường nhựa. Và mua đất đường nhựa thì không bao giờ thua. Đất rộng đường dài, cứ mua là thắng.